đẹp không nè. Rồi tê còn có, rồi tê hợp tác nó nhiều chủng loại lắm con. Rồi tê 110, rồi tê 125, rồi tê 85, rồi tê 90. Hợp tác nó nhiều chủng loại lắm con, đã lắm. Không, rồi tê 85 nè. Hợp tác là khoảng 13 triệu là có một con xài à. Wow. Tác thể nhiều chủng loại, nhiều thương hiệu. Đã không? Đủ loại chứ. Trời nhiều luôn. Tha hồ lửa. Bảo hành thì có là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 18 tháng. Đầy đủ. 18 tháng đó là do các công ty khác sản xuất, tại vì nó có nhiều nơi sản xuất lắm. Có nhiều công ty sản xuất thì giá cả nó khác nhau. Nó có mã QR luôn nè, thấy không? Hiện lên hiện giá cả với lắp ráp luôn nè. Ừ. Sản xuất lắp ráp. Chính hãng nha. Có tích xanh. Giá cả đầy đủ. Đây những khách hàng mua nè. Rồi 8 tháng, 1 năm, 6 tháng và 3 tháng. Nó là tùy theo hãng sản xuất. Có nhiều công ty sản xuất đúng không con? Nhà máy sản xuất khác nhau. Giá cả có sẵn luôn nè. Quá đẹp. Cam lè luôn. Hợp tác thì nó nhiều đồ chơi, nhiều phụ tùng lắm. Sau này bà con á, có xài hơi á, có xài đổ hơi, bà con mua bổ hơi của Thái bỏ vô là xong. Bổ hơi bạc xe mít tông của Thái bỏ vô là lụm tiền thôi. Không khác nào hàng thờ, hàng Thái. Có gì khác là chất lượng thôi, chứ còn mẫu mã hay là kích thước giống hệt nhau. Còn mua bỏ vô là giống hệt luôn. Quá trời. Đó, sao là con sàn thời gian mà có bị đổ hơi rồi con mua con Thái Lan bỏ vô là vừa luôn á. Mọi mua lỗi nào đúng lỗi nó nha, 155, 155, 140 là 140 nha, nó có lớp nè. À, con mua đúng kích cỡ nha mới xài được nha. Là mà thay nó vô rồi là không khác nào hàng Thái đập thụng chứ. Giống nhau hết mà con, chỉ khác là chất liệu sản xuất thôi. Chứ còn kích cỡ giống nhau. À, nó có là bạc nè, bạc Thái nè, à, mẫu bạc nè, à, xin đó nè, hàng Thái đó, đó mà còn mua gắn vô là xài giống hệt tiền Thái luôn. Tommy nè, bạn bên Thái Lan đồng hoàng nha, bạc tông luôn, đó, bạc tông đã ta, con Thái nè, thấy không? Tiếng tháo nhà sản xuất bà con nên thay là phải thay nguyên bộ nha. Ừ. Đẹp á. Đẹp thiệt chứ. Tặng con đầy đủ rồi con. Tông. Tông đẹp thiệt. Kích cỡ nào mua đúng kích cỡ đó nha bà con. Nhà nó có CNC. CNC, đúc ra là gì? Tiếng cỡ nhà sản xuất bà con nên thay nguyên bộ, đừng có tiết kiệm tiền. Người không biết người ta về gắn á. Như là họ chưa có làm gì máy, họ hay mua cái tông xuống này nè. Đây có mũi tên lên nè. Thấy không? Mũi tên lên nè. Đây có mũi tên lên. Là cái bé nằm đây. Đó, tự nhiên mấy người mà người ta chưa bao giờ mà sửa máy, người ta hay gấp ngược cái nè. Bé nó vô đây, xịt khói. À, mà con nhớ cái chiều của mũi tên. Đây là mũi tên nè. Đó. Mũi tên đi lên nè. Đó, nằm kia. Đó, mà con nhớ sàn thời gian mà con có mua bổ hơi của Thái Lan dục vô là xong. Sàn mà con nhớ đừng để hết dầu hết nhớt nha.